khoan đã, mụn ở đâu ra vậy trời? To quá trời luôn. Cứ nặn nhét là sao vậy? Phải xử lý cái này đi thôi. Nè, máu cua sắc qua đấy. Nếu không nặn ra được thì phải che mụn đi. Sao lắm kem với phấn vậy trời. Và thế là hết mụn. Sao lông mày của mình mọc nhanh thế nhỉ? Trông mình như người tiền sử ấy. Nhíp ơi, bắt tay vào việc nào. Chắc chắn rồi, để tôi xử lý đám lông mày cho. Thân địch rồi. Không, cái này thì sao? Bingo. Nhổ nhanh gọn nhẹ thế chứ. Quan, mình phải bỏ nó sao? Thế nào tiếp theo đây? Quay lại làm việc tiếp thôi. Mình muốn tất cả. Thôi xong, sao nhíp này mạnh quá vậy? Môi xinh hé nụ cười xinh nè. Lần sau dùng nữa nhé. Giờ thì trang điểm cho cả mặt nào. Sáng chói cả mắt. Quan, cứ lần mình rồi sao? Bao lâu rồi mình chưa dặn bọt biển này nhỉ? Không thể dùng lên mặt được. Ghê chết. Nhưng mình chẳng bao giờ có thời gian để dặn nó. Cẩn thận cái tay đi Annie. Bụi phấn lúc nào cũng làm mình phát ốm. Thực ra mình có cách rồi. Trước tiên nhúng vào nước đã nè, đổ xà phòng vào nữa. Cảm giác sảng khoái quá. Xà phòng này cũng thơm nữa. Cho vào lò vi sóng sẽ giúp anh đó. 2 phút. Ổn. Vài phút thôi thì được. Xong rồi. Nóng ghê. Nhìn bờ biển xinh đẹp chưa nè. Chuẩn, tôi lại sạch như mới đấy. Giữ gìn tôi cho cẩn thận mà nha. Phải dùng mặt biển ngay mới được. Sẵn sàng chưa? Quan, thật luôn hả? Nhưng cô vừa mới làm sạch tôi mà. Mặt biển trang điểm sạch sẽ là đỉnh nhất. Nhưng mình lại phải làm sạch nó nữa. Mớ tóc dài này hơi bị phiền không đấy nhá. Không khí nữa nè, khí nóng đó nha. Thôi, thế là đủ rồi. Đã bảo là đủ rồi mà. Trời. Ôi trời ơi, tóc mình như cái bờm sư tử ấy. Mình phải chải tóc cho thật mượt mới được. Rối tinh rối mù lên thế này. Tại sao có phải rối tung thế này mới được vậy trời? Tóc phải rối mới xinh đã cưng ai. Đừng chạm vào tôi đi. Tôi chỉ muốn có mái tóc suôn mượt thôi. Ôi trời, cả mái tóc chứ có phải ít ỏi gì đâu. Coi như quả lưu niệm cho tôi nha. Ê, ghê quá. Dùng cả mình ấy. Phải cỡ tóc ra. Được lại sạch sẽ rồi. Vừa có mái tóc rực rỡ thần đó Annie ơi. Chuẩn. Chà, cảm ơn vì đã giúp nhé lược. Phải đi khoe mái tóc bừng bình này thôi. Đi chơi với cậu vui thật đó. Thì chúc ngủ ngon nhé. Thực ra mai gặp lại nha Chris. Cậu ấy mới thơm mình. Có gì trên mặt mình vậy? Có phải? Xin chào. Tụi mình đi chơi với nhau đi. Ngủ đã mắt thật đó. Kim tuyến bám ra như đỉa. Tránh ra dùm. Chết đi zombie. Chết hay lắm Chris. Tính công lên lên. Quá xuất sắc. Tôi biết cậu có tài năng bẩm sinh mà. Đỉnh lắm luôn. Đỉnh thật. Các bạn ấy đang nhìn mình. Cái gì thế kia? Kim tuyến mãi không bay đi. Ổn hơn rồi. Chờ đã.
lũ con trai ngốc nghếch. Ừ, tóc mình đẹp chứ nhỉ? Đêm qua mình trằn trọc mãi. Ừ, hai mắt thơm gì như gấu trúc. Hả? Khuôn mặt rõ mệt mỏi mà. Chuẩn không cần chỉnh. Ừ, cả răng mình trông cũng mờ. Lau gương xíu cho sạch. Có thế chứ? Ờ, thì sạch. Ừ, áo này bốc mùi quá. Không nhịn được. Gì cơ? Ờ, không được đâu. Thôi đã. Rồi. Ờ, cẩn thận cái coi. Quá thời trang luôn. Ngôi sao điện ảnh đây. Cậu tưởng mình trông ra gì lắm hả? Thế này đúng phong cách của tớ. Đồng ý. Hai chân hai tay luôn. Phải thật thông tho nữa. Tớ bị dị ứng nữa mà. Mong là tóc của tớ đẹp rồi. Có thể chỉnh thêm xíu không? Đừng lo, tớ sửa được mà. Đẹp trai chính là anh. Cứ thế phát huy nhé. Váy này dễ thương quá. Ew, ghê quá. Gì? Mặt cậu bóng nhờn kìa. Ôi, xấu hổ chết đi được. Phải dặm lại vấn thôi. Cái cậu xịn xà là nhân đá. Ăn phấn rất tốt luôn. Mặt mình sẽ hết bóng nhờn ngay. Phủi phấn thừa đi đã. Sao mà quá chạy phấn vậy? Còn lâu không vậy? Thêm lần nữa. Phấn phủ hết dầu nhờn chứ vậy. Dù sao cũng thấy dễ chịu ghê. Phải đánh cả mũi nữa nè. Xong rồi, cậu thấy ổn hơn chưa? Cũng được. Cậu ấy cần soi gương gấp. Không cần mồ hôi. Giờ đây bạn có nhìn mỹ phẩm của mình khác đi không? Nếu son môi của bạn có thể nói chuyện, nó sẽ nói gì với bạn? Nhớ chia sẻ video này với bạn bè để cùng cười vui nhé. We'll hold